Lại nữa, thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thọ tưởng hành thức hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán sắc xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.
nên quá nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quá nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quá nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhãn giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhãn giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhãn giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán sắc giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán sắc giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán sắc giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán sắc giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịch tịnh hoặc